Tiếp theo em có với các bác một chiếc của Seiko. Đây là một chiếc Seiko SARV004, hàng chưa qua sử dụng và các bác sẽ có đầy đủ hộp sổ thẻ đi kèm cho chiếc này. Một chiếc có hỗ trợ cót tay và made in Japan. Seiko SARV004 với giá bán lẻ đề xuất là 29.700 yên. Cả thuế phí vận chuyển về Việt Nam thì nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng tầm gần 6 triệu cho một chiếc hàng mới, chống nước 100m, kính khoáng cứng các bác nhé. Hàng đây là hàng chưa qua sử dụng, săn được một chiếc size 42, độ dày là 11,8 và lắc to lắc là 51,5. Nó sẽ hợp với các bác có cổ tay từ 16 trở lên là đeo rất đẹp chiếc này. Trên mặt tay hồ thì nó sẽ là màu sliver màu bạc vân trải tia. Kim cọc của chúng ta thì sẽ được mạ PVD màu vàng. Có dạ quang đầy đủ ở trên thân kim giờ, kim phút. Và thân của 12 bộ cọc số thì đều có dạ quang để các bác dùng. Logo lịch ngày lịch thứ, cơ tự động automatic này, made in Japan và tên bộ máy 4R36. Kính của chiếc này nó là kính khoáng cứng chống xước của Seiko. Viền benzen và núm chỉnh giờ thì được mạ PVD màu vàng. Đó. Còn ở mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số cơ bản ở trên chiếc này. Chống nước 100m này, thân thép không gỉ, máy 4R36 và made in Japan. Với caliber 4R36 ở đây thì các bác sẽ có 24 chân kính, 21.600 tần số dao động và 40 giờ tích cót tối đa. Có đầy đủ cót tay và dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ. Made in Japan SARV004 là mã của chiếc này. Đi kèm sẽ là có một bộ dây thép đúc đặc được đề mi 2 chỉ vàng. Khóa có logo ở trên cái đĩa này và khóa gập một bên các bác nhé. Các bác chỉ cần có cổ tay 16 trở lên thôi là đeo chiếc này đẹp rồi. Cái lắc của nó cũng khá là ôm tay, dễ đeo, đề mi vàng một chút. Đó. Ba kim hai lịch, made in Japan. Chiếc này đầu hồ Quang Lâm về với mã là 7085, giá là 5.150.000, mã 7085. Các bác mà đang quan tâm yêu thích chiếc nào trong video ngày hôm nay thì có thể nhớ mã số trên thẻ tác của từng chiếc và đặt hàng trực tiếp tại website đồnghoquanglam.com. Ở trên website thì bên em có cập nhật liên tục những cái mẫu mới về và có giá, hình ảnh cụ thể niêm yết rõ ràng đến các bác. Ngoài ra thì các bác còn có thể liên hệ đến bên em theo các đầu số là 1900 3468, hai số di động 0915 559 883 hoặc số 0834 696 699, hoặc là qua trực tiếp tại 57 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội để thử trên tay. Đầu Quang Lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.